Cái đá gì? Anh. Chào các bạn nha, hôm nay mình đến với quán cơm Bạn Thành á, mình kêu heo quay bì các bạn. Nhìn dĩa cơm này nó hấp dẫn, dĩa cơm này hôm nay mình kêu giá là 40k các bạn. Ở đây nước mắm, thì bên quán cơm cho mình nước mắm không có ớt. Gà đây có không ớt, mình ăn cay bao nhiêu thì mình để vô. Kèm theo đó là có ớt trái nữa các bạn. Đây muỗng đũa để trong phòng rất là sạch sẽ và gọn gàng ha. Không lưỡng luôn nè. Trà đá ngon các bạn. Miếng chả mình gọi thêm 10.000 các bạn. Rồi, nhìn đĩa cơm thì mình thấy có bì nè, bì này có thịt, Thịt này không có mỡ nha các bạn ha. Đây là thịt heo quay. Dưa chua này là mình thấy mình thích rồi đó, có rau muống chua nè. 40k mà dĩa cơm quá trời quá đắt luôn các bạn ơi. Giờ mình xếp cái bớt ở đây cho bé nhà mình nha. Tại vì mình cũng ăn rồi, hôm nay mình đến đây mình quay clip. Chủ yếu là mình quay clip mình giới thiệu đến các bạn một địa điểm ăn cơm á. Ở Gò Vấp mình thấy đi ngang mấy lần rồi. Mình thấy quán cơm này khá là đông và hấp dẫn lắm. Miếng chả này mình gọi thêm là 10.000 nè các bạn. Không được á, da heo giòn nè. Bì thơm. Chua chua ấy. Chua chua ngon. Độ chua vừa phải nha. Giòn. Không bị chua quá. Cái phần hành thì mình thấy không hấp dẫn, tại vì phần hành hơi bị già. Cái phần nước mắm nè các bạn, phần nước mắm này kẹo nha, thơm lắm, đặc biệt nước mắm này mình thích kẹo và thơm. Các bạn thấy nè, không gian này các bạn, không gian thì rộng rãi thoáng mát, mát lắm, thơm nữa. Các bạn thấy nè, thịt này, dĩa cơm 40k thịt nè, trời thịt quá trời thịt luôn, bị nhiều nữa. Bây giờ mình thử miếng chả các bạn, miếng chả thôi, miếng chả dày quá nè. Mình thử miếng chả thử nha, mình thử miếng chả. Chả ngon á, thơm á. Vừa rồi mình chưa chia sẻ đến quý vị và các bạn một địa điểm ăn cơm tấm ở dưới bạn Nguyễn Văn Nghi hết các bạn. Dạ đây, tấm ở đây nè các bạn. Vô đây mình ăn mình thấy giá cả cũng phải chăng á các bạn, đồ ăn thì cũng được, nước mắm ngon, thịt cũng ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình á. Hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.